nói chung là mấy là đầu mùa là anh xịt rệp mũi á là anh thấy hiệu quả lắm á kể cả anh xịt sầu riêng nghe anh xịt mà cái rệp nhảy á Còn là nó rệp trắng mà rệp nhảy là, là, anh xịt tới là ok lắm nói chung là ngày xưa là anh thuốc xài thuốc là trôi nổi thị trường nhưng mà ngược lại nó không hiệu quả mà lại nó thị trường nó cao quá nói chung là cứ là anh làm vườn là cái định kỳ chẳng hạn như là đầu tháng năm đầu tháng 4 là anh phun rệp à, bắt đầu là đầu tháng 8 là anh phun phun một cành sau độc thân sầu riêng là cứ mỗi lần mà đi giọt là anh phải xịt không có mùi đấy đấy này anh nói nè hôm rồi nha anh đặt là năm chai là anh không mua nhưng mà có một cái trang nào nó vô là nó bảo ba trăm nó bán nó đưa tới ship tới cho anh là không đúng là anh trả hàng đâu lấy đâu thứ nhất á, là bếp kêu là nó có chữ kinh bắc nổi đó à, là là sản phẩm hàng cũ còn cái hàng mới bây giờ là anh đó là anh khui ra anh thấy còn cái cái lắp chai logo lắp chai là nó chỉ nổi đây này 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 cái tem là cái tem kia là nó nó nó, nó đậm hơn cái tem này cái tem À, còn cái dòng bích kêu mà cũ á, là nó chỉ có là cái nhãn là nhãn tiếng việt chút xíu rồi thôi hả à, viền là viền đỏ các bác đặt hàng nhớ để lại số điện thoại ở dưới video bên em sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện và hỗ trợ nhà mình đặt hàng